Về database thì như thầy thống nhất với các bạn, chúng ta sử dụng table book. Các bạn coi trên slide, bài hôm trước mình mới làm cái bài giỏ hàng là có book rồi đúng không? Ai chưa có thì tạo đi, nhanh chóng tạo đi nha. Ai chưa có thì nhanh chóng tạo ra cái phần này đi, được chưa? Rồi tiếp theo thì về table book này thì làm xong rồi thì nhập vào khoảng 1 2 record nhập đại không quan trọng các bạn, nhập vô 1 2 record để làm cái phần select đã, rồi phần tạo create update delete làm sao. Được không? Rồi tiếp theo đó là chúng ta về bên NetBean, chúng ta new một cái Java Web Application. À, thì mình đặt tên nó là Book JPA thôi. Các bạn làm đi, thầy để tại đây thầy đợi khoảng độ là mấy phút ha, 2 3 phút gì đó để đợi các bạn làm nha. Rồi sau đó chúng ta net và finish. Đây mình không có sử dụng framework net finish thôi. Rồi đến đây thì chúng ta cứ delete cái trang index này đi. À, thêm vào cũng là trang index thôi ha, nhưng mà chấm JSB. Rồi à, tiếp theo á là chúng ta phải nạp driver loại 4 vào, click chuột phải add ra folder driver loại 4. Rồi thầy đứng đây thầy đợi một chút cho các bạn làm cho kịp nha. Nếu mà thầy làm nhanh quá thì các bạn nhớ nhắc thầy để thầy là dừng lại chờ các bạn, chứ để thầy làm nhiều khi thầy làm nhanh quá đi lướt qua các bạn không theo kịp code thì không hay lắm đâu, được chưa? Rồi chọn driver loại 4 xong chúng ta ok, driver nó xuất hiện ở đây là được.
Rồi bây giờ á thì để mà làm việc được với phần này nè ha, thì đầu tiên á là các bạn thấy cái tab service không? Phải cái tab service trên màn hình của thầy không? Tích vô. Trong trường hợp không có tab service này, các bạn vô vô Windows hoặc Windows Service. Thấy không? Hay là Control cộng với 5. Windows Service ha, mở nó ra. Trong cái service này, bạn mở cái phần database ra. Được chưa? Mở cái phần database ra. Rồi, bạn lại lít chuột phải vô cái driver, new driver. Cái này á thì chúng ta dùng mô hình là đây database first. Để dùng được mô hình database first á, thì thằng NetBeans cần kết nối vào database, đọc dữ liệu ra. NetBeans ha, kết nối vào database, đọc dữ liệu ra, sinh ra các cái class cho mình. Cho nên mình phải để NetBeans đọc được thì phải add driver loại 4 vào. Thế là các bạn chỉ đơn giản là phải không? Trong cái tab service mở cái database, lít chuột phải vô driver. Lít chuột phải vô driver, lít chuột phải vô new driver. Và chúng ta chỉ cần browse đến cái thư mục và chứa cái driver loại 4 của mình thôi. Rồi, các bạn làm đi, coi có vấn đề gì thắc mắc không? Được chưa? Đó, đây. Để vậy đi dễ nhìn ha. Đây, rồi. Lít chuột phải vô đây, chọn cái này, add. Xin lỗi, lít chuột trái vô nhé. Rồi, open. Thì à. Ok. Rồi, mà các bạn làm xong chưa các bạn? Làm xong chưa? Rồi. Bây giờ á thì sau khi có cái này xong rồi á, bạn vô project nè, rồi bạn lít chuột phải vô project của mình nè, new nè, chọn A. Rồi, trên cái màn hình new file hiện ra, bạn đi trong cái phần category này các bạn đi tìm cái chữ position. Đây, position. Chọn là entity class C from database. Rồi, sau đó đó là chúng ta sẽ chọn là entity class C from database xong net. Đến đây thì chúng ta thấy là connection không có. Thực ra cái những cái thông tin connection này á, nó nằm trong cái service đó. Nãy thầy xóa hết rồi đúng không? Thì bạn click vô chọn new database. Thì chạy lên bạn thấy nè, mình sẽ chọn nè, đây SQL server nè. Nó có driver sẵn hoặc bạn add ở đây cũng được, như nãy thầy add sẵn rồi. Net.
Sau đó các bạn khai báo cái kết nối của mình, hot là local hot. Bạn nào mà có hot thôi ha, bọt là 1433. Database là T1-2005-E1. Rồi instant, bạn nào mà trên SQL server mình nè, nó có cho này là tên nè, duyệt dù là SQL address gì đó. Có dấu duyệt mới mới tính là instant nha, sau dấu duyệt instant, ví dụ SQL address thì mình gọi ở đây. Được chưa? Nếu có dấu duyệt thì bạn cứ gọi vô đây, không có thì thôi. Được chưa? Username, password, test connection. Nó phải connection suggested là được. Rồi, các bạn khai báo đi. Rồi sau đó là mình chọn là net, nhớ tích vô remember password giùm thầy các quên ha. Net thì trên màn hình kế tiếp này á, đối với SQL server thì chọn DBO. Nhớ chọn là DBO nha, chọn cái đúng nha. Chọn sai là nó không chạy đâu nha các bạn. Rồi sau đó bạn chọn Next và Finish. Rồi các bạn làm ở đây xong đợi thầy một chút nha các bạn. Đợi thầy một chút xíu nha.
Alo, xin lỗi thầy có cuộc gọi một chút các bạn nha. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Các bạn đã làm được tới đây chưa các bạn? Alo, các bạn đã làm được tới vị trí của thầy chưa? Dạ rồi. Rồi, ok. Vậy mình chọn tiếp cái bút ha. Nãy mình đang thống nhất mình làm cái bút, mình chọn bút mình ép qua. Được không? Rồi sau đó các bạn chọn nét. Thì đến đây á thì bạn sẽ coi trên cái màn hình này nè. Các bạn thấy là New Entity Classic from Database. Trước đây á thì màn hình này rất là quan trọng, tại vì nó cho phép mình mô tả là ánh xạ một cái table về một cái class và nó sẽ sinh ra tập tin XML tương ứng. Nhưng mà ngày nay thì không cần, dùng chủ yếu là annotation thôi. .entity. Rồi bạn gọi cho thầy là cái bắt việc vn.update.entity. Rồi sau đó là bạn chọn Next và Finish. Nói chung là mình không đụng gì đến phần sau hết nha. Next, Finish xong thì các bạn sẽ thấy là cái entity nó được sinh ra. Rồi và như vậy các bạn sẽ thấy nè. Thứ nhất á là đầu tiên bạn mở cái configuration file ra, position.xml có sẳn. Phải không? Thấy position.xml không? Mình đang dùng cái driver là Eclipse. Trước đây nó có nhiều option lắm, nhưng bây giờ trong Netbeans thì chỉ còn Eclipse thôi. Cái new manage cái library thì hiện nay nó không có chạy. Thầy cũng không biết tại sao phiên bản này nó không hỗ trợ, thầy không quan tâm. Có cái Eclipse nó chạy được rồi. Tức là cái JPA của mình đang dùng qua Eclipse chứ không phải là Python đâu nha. Rồi, tiếp theo á là các bạn click qua cái sụp thì mà thấy không, bên trong này nó hiện ra chi tiết cái dữ liệu nè, chi tiết cái thông tin của tập tin này nè. Nguyên tắc á, là cái tập tin này các bạn phải viết bằng tay, kể cả luôn tất cả những cái phần này. Cho nên là các bạn thấy là lần đầu mình xài thì coi như là mình không thể nào mình nhớ được, đúng không? Rồi cái này là có sẵn rồi mình không quan tâm. Thì bạn thấy không, trong cái slide hồi nãy có cái phần nó đến position unit thì bạn thấy là cái position unit nè. Thấy chưa? Thấy cái position unit chưa? Thì trên đây là cái position unit á, thì bên trong đó mình sẽ trong cái position unit mình có khai báo cái name. Tí nữa bạn sẽ sử dụng cái name này, tức là đây là quản lý cái unit. Thông qua cái unit mình mới tạo ra cái kết nối vào database. Rồi trang connection type là resource local, nó thể hiện là cái connection liên quan đến database nó sẽ do cái web application này quản lý. Còn nếu bạn để chữ JTA là mình sẽ lấy một cái connection mà do bên phía bên này nữa ha, nó sinh ra do bên phía Payara tạo ra. Tức là mình phải vô Payara tạo connection trước, rồi mình mới chạy vô đây mình tạo cái mình mới từ từ cái, rồi mình mới sử dụng cái position từ đây mình đọc cái kết nối bên cái Payara server. Được chưa? Và do chúng ta đang dùng là resource local cho nên ở đây á, thì bên dưới này á, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái property mô tả thông tin kết nối giống như là chúng ta kết nối bằng tay thôi. Đầu tiên là cái driver này các bạn, đúng không? Thấy cái driver không? Rồi thứ hai là chuỗi URL nè, cái thứ ba là chúng ta có username nè, password nè. Dĩ nhiên cái khác biệt ở đây là người ta dùng XML để mô tả có thể thôi. Bây giờ các bạn khác biệt nếu có ở đây là mình dùng XML để mô tả. Rồi các bạn nếu có thời gian các bạn thử người coi kỹ và học thuộc cái này thì những môn kế tiếp mình có sử dụng mình dùng cái này luôn cho nó tiện tiện ha. Rồi tiếp theo lưu ý cho thầy một điều á, là các cái phần position nó sẽ khác nhau về phiên bản mà Netbean đang hỗ trợ mình là 2.1 à. Hình như thầy thấy trên mạng nó có 2.3, 2.4 vậy luôn rồi á, nhưng mà không hiểu tại sao ở đây Netbean chỉ support có đến 2.1 thôi. Thì cái này các bạn phải lưu ý thêm giùm thầy, và không phải đơn thuần các bạn đổi chữ 2.1 thành 2.2 hoặc 2.3 nó chạy đâu nha, bạn đổi nó sẽ lỗi. Đó là cái khẳng định của thầy nói trước cho các bạn để các bạn đừng có đổi lung tung ha. Nói nôm na thì thôi, bây giờ trong cái phần này của mình tập tin này được sinh ra như thế nào nguyên như vậy, không có thay đổi gì hết. Rồi sau khi mình có entity xong rồi á thì chúng ta sẽ trực tiếp sử dụng những cái này trong serverless.
Dĩ nhiên là có thể thông qua đao bạc tinh. Thì cái phần đao bạc tinh á, thì cuối giờ nếu có thời gian thì thầy sẽ minh họa cho các bạn. Trước mắt là mình sử dụng trong cái servlet của mình trước. Đầu tiên là mình tạo ra một cái servlet làm cái nhiệm vụ là sâu ha. Thì thật thầy đặt tên nó là view đi ha, view book servlet. À, nó nằm vn.update.servlet. Rồi, các bạn tạo giùm thầy đi, view book servlet. Rồi tiếp theo net thì chỗ này nè có dia bật tên thì bạn bỏ cái chữ server đi giùm thầy cho mình truy cập cho nó gọn thôi vì này. Thì bạn bỏ ở đó thì bạn thấy không chỗ này nó ra cho mình là Facebook không có server còn không làm xong mình vô đây mình bỏ cũng được các bạn nha, không có vấn đề gì cả. Rồi sau khi làm xong rồi á thì trong này các bạn xóa giùm thầy cái phần trai cá này các bạn, phần này là mình sẽ không sử dụng ha, sử dụng thông qua trái vì để hiển thị. Rồi đầu tiên á là các bạn đứng bất kỳ chỗ nào trong cái tập trong cái class này nha các bạn, Facebook Servlet, ví dụ như bạn đứng ở trong cái hàm sẽ request đi, click chuột phải chọn insert code, các bạn theo kịp không, click chuột phải insert code utility manager. Thấy chưa? À, thì bạn thấy không? Tự động nó sinh ra cho bạn cái dòng này nè. Đó là Entity Manager Factory EMF bằng Persistent.create Entity Manager Factory và sử dụng đến là Book JPA-PGU. Thì cái Book JPA-PGU là phải ngó lại trong cái tập tin Persistent đó nha. Nó nằm trong tập tin Persistent, cái phần name nè. Book JPA-PGU. Hồi nãy thầy có nói với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng đến nó liền đây, sử dụng ở đây và bên dưới này thì sau khi bạn thấy list chuột phải xong nó sinh ra cái này xong thì phía dưới nó có sinh ra cái hàm persist, thực ra đây là hàm create nè, cho nên bạn giữ nguyên vậy là có thể create được, nhưng mà trong cái bài view của mình á là mình làm hiển thị nên chỗ này các bạn có thể là copy luôn cái hàm này xuống hay sửa lại thì đó tùy các bạn quan trọng ha. Ví dụ thầy ghi cái hàm này là cái hàm là list. Chọn Java Until List. À, nói chung là dĩ nhiên mình đang sửa nó báo lỗi là bình thường. Cái này mình sẽ gọi là hàm là file. Được chưa? Và trong này mình chỉ xóa cái này đi thôi. Mình sẽ xử lý lại. Rồi chỗ này á bạn sẽ khai báo là list book result bằng new list. Rồi cuối cùng ở đây nè thì mình sẽ là return result. Kịp không?
Rồi, ở giữa này nè, để lấy được cái result đó là mình phải thực hiện câu truy vấn. À. Đó là query, dùng đối tượng query là Java Heat Persistent quy bằng pm.createQuery. Query create query nha, các bạn em query nha. Thì cái câu truy vấn của mình thì viết bằng câu truy vấn bình thường thôi, truy vấn theo ngôn ngữ ha, EJ theo ngôn ngữ là JPA query QL, JPA query language là select all from book all. Tức là nói nôm na trước đây mình là select sao from book đúng không? Thì câu trong SQL của mình là select sao from book đúng không? Thì sao là chẳng qua lấy hết các cái cột của cái book ra. Nhưng bây giờ mình sẽ không select dạng sao này được. Tại vì mình đang lấy trên object mà cái book này của mình á, nó không hiểu là table book đâu mà nó hiểu là entity book này nè. Mà entity book là object cho nên mình không thể nào sao được mà phải là select một object. Và ở đây book ô thì bạn thấy đây ghi chú nó giống như là bên à, bên 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 câu truy vấn của chúng ta là ô là giống alias của book, đó là một cái biến của book. À, và sau đó là chúng ta sẽ có là result.addOn và hàm addOn này ha, addOn của cái quy.getResultList. À, quy.getResultList lưu ý là cái quy.getResultList này nè, mình lấy ra xong thì ra khỏi cái em get junction commit này nè, nó sẽ bị mất. Cho nên chỗ này mình lấy ra xong phải đưa vào biến. Trường hợp này thầy dùng copy add-on là copy cho nó thuận tiện nha, cái gán bằng cũng được, nhưng gán bằng cái new như này nó không có ý nghĩa. Nên thầy không có gán bằng add-on ha. Và trong trường hợp ở đây á, nếu phần try là chạy thành công thì cái clip mình sẽ có cái result có dữ liệu. Còn nếu cái try mà bị lỗi thì bạn thấy là cái result của mình á, nó trả về một cái mảng mà có cái size là bằng không, nên chú ý để mà kiểm tra nếu sau này cần kiểm tra chặt chẽ là như vậy đó. Được chưa các bạn? Xong chưa? Con có gì thắc mắc ở đây không? Đấy, bài chỗ này là xong rồi đó các bạn. Con có thắc mắc thì mình xử lý rồi, chúng ta qua cái phần mới nè.
Rồi, thế là xong rồi thì bây giờ mình lên đây mình chỉ làm mình rất là đơn giản thôi các bạn. Và chỗ này là bạn chỉ có việc là đọc dữ liệu lên và chuyển về cái trang index trình bày thôi. Đó là mình sẽ có là request.set.attribute. Đúng. Đúng không? File all. Và request.get.request.dispatcher về trang index.jsp.forward. Đó thì đó là xong cái phần này. Xong mình đi qua bên cái trang index mình làm cái phần hiển thị ra. Rồi, đến đây thì mình đi về trang index này ha. Thì trong trang này thì mình chỉ book đây thôi ha. Book. Click. Và chỗ này thì mình sẽ làm cái table này cho các bạn. Đi. Book ID đúng không? À, TX cho mày TD các bạn nhé. TX. Title. Rồi mình sẽ có là TR. Đó, thì chỗ này mình sẽ có nhỏ hơn phần trăm, trăm lớn hơn. Đúng không? Đó là list. Book. Đúng không? Book. Gắn bằng. List. Book. Ép kiểu các bạn ha. Request. Chấm ghét. À, view. Rồi, dưới này mình sẽ có thêm một cái hàm là for book item 2 chấm. Thì mở ngoặc nhọn ở đây sẽ đóng ngoặc dưới này. Và dưới này của mình là nhỏ hơn phần trăm bằng ba cái thôi các bạn. Ba cái B item đúng không? Chấm ghép ID. Ghép right. Rồi. Như vậy là xong các bạn. Rồi, làm xong đi. Còn một bước nhỏ nữa chưa xong đâu nha. Gõ cái này xong đi để chúng ta tiếp tục.
Xong chưa? Alo, xong chưa các bạn? Rồi bây giờ mình thêm tập tin XML Standard Deployment Descriptor vô. Nếu hôm trước bạn nào làm rồi thì nó sẽ nằm ở đây. Nếu mà chưa add rồi á, vô phần A đợt. Rồi trong cái cửa sổ New File hiện ra phần Category vẫn chọn Web File Type thì chọn là Standard Deployment Descriptor. Rồi, next minute. Thì bạn thấy không? Session timeout là 30 phút nè. Cái này mình add giùm cho thầy thêm một cái là welcome file list. Rồi, welcome file. Thì bạn cho cái gọi là view book ha. Ở đây mình đang gọi là view book server test. Rồi làm xong mình chạy thử các bạn, thì dành cho các bạn 5 phút coi chạy lại. Có gì thắc mắc, có gì cần xem lại, các bạn cứ nói thầy ở đây cho coi. Còn chạy lên là lên rồi đó các bạn. Rồi. Bây giờ nó ra rồi nè các bạn. Ở đây á, là bạn không chạy được cái trang là index.csv trực tiếp nè. Tại vì bạn thấy nè, khi mình chạy trực tiếp với trang index.csv nè là cái biến này không có nè. Cái phần này không có nè. Phần này không có dẫn đến báo lỗi. Nên các bạn nếu mà không có web.html phải chạy cái viewbook serverless chứ không được chạy trực tiếp với trang index lên, tại vì chạy trang index lên sẽ không có dữ liệu. Đó là điều lưu ý. Rồi các bạn chạy lại đi coi có vấn đề gì không, chỗ nào chạy không được hay là cần xem lại chỗ nào thì cứ nói thầy. Sau phần này mình đi qua phần relay. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn làm group luôn đầy đủ cho các phần JSP này, cho các phần JPA này. Rồi xong chưa?
Chạy được không các bạn? Alo. Rồi bây giờ mình đi làm create ha. Thì đối với trang create thì nó là cái trang của mình là chỉ là một cái trang trang web bình thường, cho nên mình phải đích chuột phải vô new một cái trang CSP gọi là create. Rồi trong phần này thì bút create. Action mình sẽ gọi là đến create book. Đến là create book sẽ có chữ serverless nữa, nhưng mà không chỉ ở đây ha. Method bằng pop. Rồi, sau đó mình làm mấy cái form này, cái thẻ deep này các bạn. Đó, thì mình sẽ có lại đi rồi, đi tự tăng đúng không? Có hai cột thôi ha, title với price. Title price. Title. ID tự tăng rồi nha, cho nên mình không có nhập đây. Input name bằng title. Right. Input name bằng right. Và input style bằng submit. Value bằng create. À, đây là cái form create của mình. Rồi, create book serverless thì mình lại click Ctrl C, click chuột phải vô. Rồi click chuột phải vô bất kỳ đi, new tổng hợp serverless. Đặt tên là create book serverless. Bất kỳ này ha. Có sẵn rồi đó. Rồi sau đó là net chỗ bên này á, là bạn xóa chỗ cái mặt tên, xóa bớt cái chữ serverless thôi, bây giờ rebook thôi cho nó phù hợp với cái bên này net. Rồi về phần này thì ở giữa này mình phá thôi các bạn, và cũng như kia thôi, lít chuột phải, insert code utility manager, và mình cũng không cần phải làm gì hết. Hàm project này chính là hàm create rồi. Mình chỉ tạo cái bút mình đưa vô là xong. Thì à, thì đây mình sẽ nhận được cái thông tin nè. Mình nhận được bên bên cái trang create nè, mình gọi vô cái create book, nó sẽ truyền về title với price.
nhận nó thôi. Tin title gắn bằng request chấm ghép parameter, đúng không? Title. À, rồi là string price. Ở đây mình nhận price là string các bạn nha. Rồi các bạn có thể kiểm tra gì đó trên này trước khi phạt, đó là chuyện của các bạn, sẽ không kiểm tra cái này. Và chỉ viết cho các bạn cái hàm lấy thôi. Get parameter price. Chỗ này mình sẽ cần kiểm tra xem price có số không ạ. Rồi sau đó mình sẽ có là mình tạo đối tượng book ha. Book b bằng new book b chấm set title, title b chấm set price integer chấm parking price. Xong ở đây mình sẽ không có cần không có id, không chuyển id vô, id tự tăng. Thì trong bài hôm trước thì bạn cũng biết là khi mình lưu cái ID xuống, đúng không? Mình lưu cái bút xuống thì mình sẽ có một cái cách để mình lấy ra được cái ID tự tạo tăng. Phần này thì không có nha. Rồi chúng ta sẽ có là cái gì ở đây? Cho xem là số hay không. Rồi sau đó mình sẽ có là mình sẽ gọi cái hàm là object B. À, project cái B là rồi, làm xong thì mình chuyển về cái trang view, để chuyển về trang view. Chuyển về trang tìm đề. Vì gián tiếp thông qua viewbook serverless. Ô thầy chồng thầy đang nhầm cái viewbook nằm trong NDT nè, phải sửa lại nè, vừa gõ xong rồi phải sửa lại nè. Respond chấm send redirect về cái viewbook. Rồi chỗ này thầy đang bị sai nè các bạn, để thầy click vô serverless nha. Các bạn click chuột phải vô cái create book serverless, bạn chọn là refactor mode, thấy chưa, refactor mode. Rồi bạn chuyển từ cái này qua cái serverless. Nếu bạn nào mà lỡ tạo giống thầy á thì cứ mua qua thôi các bạn, mua qua tự động cái đồ bắt kịp cho các bạn luôn nè. Rồi như vậy create book là xong rồi đó các bạn. Rồi làm cái này xong rồi thì bây giờ chúng ta đi về trang index ha, là làm cái link đi qua cái này là dưới cái H1 cho cái H4. À, trong H4 này mình làm cái thẻ A thì ở đây sẽ gọi đến cái trang là create.csv create. Rồi, làm xong chúng ta chạy thử các bạn. Chạy thấy mình có create new nè. À, mình đích vô, qua trang create new, nhập vô, phút 7. Giá 17 đồng. Thì ai?
Đấy giờ cộng vô database mình cũng phải thấy ha, cộng database ra thấy không? Rồi các bạn xem đi, có chỗ nào mình cần phải coi lại không? Chủ yếu re-ebook của mình là chỗ này thôi nè. Rồi, thay đổi khoảng 2 phút nữa rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây. Rồi tiếp theo là mình update này các bạn. Thì bây giờ mình làm trang update. Thì về trang update thì nó sẽ bao gồm hai phần các bạn nha. Thì thứ nhất á, để update á, là chúng ta cần á, là phải để làm trang update á, để ở trang cái index cái link update là mình phải cần có cái ID của cái book cần update thì mình mới update được. Đây thực này là này nè. Mình để trống thôi các bạn. Action á, để action vô cũng được, để trống cũng được, sao cả. Thì chỗ này mình sẽ có cái TD nè. Thì giờ chỗ này mình sẽ có cái A nè. Ahref là bằng là đây mình gọi là update nè. Thì cái trang này mình gọi là play update hả? Display play update. Đúng không? Đây là display update.serverless để mình truyền vô cái tham số đó là ID bằng cái này chắc các bạn biết rồi ha. Nó chính là cái item.get ID đây.
truyền cái ID qua. Và khi bạn đọc được cái ID mình truyền qua thì cái này nè ha, cái display ở đây nè, nó phải query xuống database, nó lấy đối tượng book lên. Rồi nó sẽ chuyển qua cho cái trang update, để trang update là hiển thị cái dữ liệu cũ cho mình là update. Tức là để update thì các bạn cần phải là đọc dữ liệu cũ lên cho người ta coi, rồi người ta sẽ update thì mình sẽ lưu lại. Tức là thao tác update nó hơi phiền hà hơn so với Relay một tí. Rồi làm cái này xong chưa? Và sau đó bạn là tạo ra cái display update serverless. Đây nha, display update serverless. Bạn lấy chuột phải vô trong cái serverless nè. New display update serverless. Đây nha. Next. Và bỏ cái trong cái mặt tên thì bỏ bớt cái chữ serverless cho thầy. Finish. Create xong rồi có thể đóng lại. Mình chỉ cần giữ lại cái trang index nè. Viewbook serverless xong rồi, có thể đóng lại. Đây. Index là gọi display update serverless và new cái display update serverless cho thầy. Rồi, sau khi mình làm xong cái này xong á, thì bạn thấy không, trong display update, các bạn sẽ đọc được cái ID qua. Thì bạn thấy bên này nè ha, qua thôi các bạn, đọc cái này đi. Thì bạn sẽ có là string ID gắn bằng request get parameter. Rồi, chỗ này bạn click chuột phải, UNTT Manager. Insert code UNDT Manager. Và dưới này cái hàm persist này mình phải viết là cái hàm này phải là cái hàm query ha, để mà tìm ra một cái object. Thì bên này nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái hàm rồi. Thì chỗ này mình có thể bỏ đi ha, đổi thành là file by ID public book. Đúng không? File by ID. Và chỗ này chúng ta sẽ truyền vào cái gọi là in ID. Đây nha. Thì chỗ này mình sẽ có là book result bằng null. Và dưới này mình sẽ return result. Và ở giữa này á, là mình sẽ viết lại ha. Thì có là query. Quy bằng. Xin lỗi, không cần dùng query các bạn. Bạn sẽ có là result sẽ gắn bằng pm.file. File ở đây á, là người ta cần yêu cầu đưa vào cái entity class. Mình nó chính là book.class. Và đưa vào cái key là ID. Đó. Đây là một utility function mà do bên JPA cung cấp cho chúng ta. Thay vì các bạn phải dùng câu query thì dùng cái file là được rồi các bạn. Thì nó trả về result cho các bạn. Trường hợp mà bị lỗi thì result mình vẫn bằng null. Chỉ có thể tìm theo ID thôi nha. Bạn tìm theo title với price là không được nữa nha. Hàm file này chỉ hỗ trợ tìm theo khóa chính thôi. Rồi các bạn viết đi.
Rồi tiếp theo thì chỗ này á thì chúng ta đã có hàm file by id, thì chỗ này chúng ta sẽ có id này các bạn, file nó à, mình chỉ cần vậy thôi chứ hả, đó là tập file đi book v bằng file by id integer.path in id, và sau đó request.set attribute book b và request chấm get request dispatcher về cái trang update JSP over. À thì bạn thấy không, cái thao tác của chúng ta đó, khi mà mình dùng set attribute thì bắt buộc phải dùng request dispatcher để chuyển trang còn giữ lại cái content. Rồi tiếp theo là chúng ta làm trang update nè. Thì thực ra thì nội dung trang update này nó cũng giống 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 như là trang create thôi, cho nên mình tạo ra trang update. Xong mình qua mình copy cái phần form ha, thì hết luôn đi. Ok, nó phần body thôi các đây là update book, đây là đây. Thì chỗ này mình ghi là book thôi. Và khi update mình cần hiển thị dữ liệu cũ ra. Thì chỗ này nè các bạn. Đây, đọc dữ liệu cũ ra. Thì bên kia mình có truyền cái book này đúng không các bạn? Đây nè các bạn. Trong bên này nè, book serverless này mình có truyền cái book B qua nè, mình đọc lấy book B hiển thị ra thôi ha. Book. Đúng không? B bằng book request get attribute đúng đó. Cái tên biến này là gì nè, bên này người ta truyền cái get attribute cái gì thì bên này mình get attribute cái đó, ép về cái book rồi xong các bạn. Dưới này mình sẽ có là input style bằng style bằng hidden đúng không, name bằng id, value bằng nhỏ hơn phần trăm lớn hơn bằng đúng không, b chấm get rồi mấy cái dưới này mình cũng thêm cái value vào. Đối với cái phần mà id á, là mình không hiện ra, tại vì id này là cái mà ẩn đối với người dùng đúng không, những cái nào hiện ra thì hiện ra, b chấm get title, b chấm get right xong rồi các bạn. Và bây giờ mình đã chạy cái phần update. À, nó hiện lên thôi. Nhưng mà cái form này phải gọi về cái gọi là update book. Thì cái update book mình sẽ viết luôn ha. À, gõ xong cái này đi rồi chúng ta viết update book luôn.
Để hiện nay mình nhấn update, nó chạy lên, nhấn update nó sẽ bị lỗi nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, đến đây xong rồi á thì mình đi tạo luôn update book serverless. Như vậy bạn thấy riêng cái update là mình cần hai cái serverless ha. Một cái là để mà hiển thị cái book lên, cái update lên. Một cái là để mà lưu xuống. Thì phần này nó đi các bạn. Phần này nó giống như relay thôi các bạn. Bạn qua relay bạn copy hai cái qua cho nó nhanh ha. Là cái phần là hai cái title này, tập dữ liệu được truyền qua cái trang update.serverless update.jsp. Mình còn có cái ID nữa các bạn. Đánh bằng web. Bên create á thì mình sẽ không có ID, nhưng mà bên update là mình có ID ha. Truyền qua có thể là input style bằng hidden nữa các bạn. Đây ha, mình có truyền cái ID lên nè ha. Rồi đến đây mình có đủ ba cái rồi. Thì bây giờ mình mới tạo đối tượng book bằng new book. Đúng không? B.set ID integer.path in cái ID. B.set title đúng không? Title. B.set write, write là số nên là cần integer.path in của cái write. Rồi bây giờ cần để lưu lại để mà update á thì các bạn phải cần phải click chuột phải insert code utility manager. Nó ra cái hàm này, hàm là update. Update đưa vào cái book đi. Coi nữa. Book cho nó rõ ràng. Book về. Đúng không? Thì chỗ này á, thực ra cái này thì đơn giản là em.mở của em.mở ha. Cái B. Thôi các bạn. À, đi giùm thầy đi nha.
Rồi xong chưa? Cái này mình sẽ gọi là đây là respond chấm send redirect về cái gọi là view. À, xong. Rồi xong chưa các bạn? Alo, chạy thử nè các bạn. Bạn thấy không? Có update đây nè ha. Mình click vô cái số 6 10 update nè, chọn cái 50 thì cho là 15 thôi. Bút 6 giờ giá còn 25 thôi. Ở đây bút bị lỗi nha. À, ở đây bạn coi cái cách thầy sửa lỗi nè. Khi mà thầy nhìn thấy trên màn hình bị lỗi, chuyện này rất là bình thường. Nếu bạn không 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 quen mà thấy rất là khó chịu, chuyện này rất là bình thường. Thì đầu tiên là coi viewbook này đúng không, thầy redirect về viewbook là đúng rồi này đúng không, nhưng mà nó vẫn bị lỗi thì có nghĩa mà phải đi vô trong này mình coi lỗi chỗ nào. Của Payara server kéo xuống này, lỗi bây giờ nó cũng nằm ở chỗ này hết. Ồ, đây không có lỗi, nghĩa là thầy đang sai trong cái code chỗ nào ở đây rồi nè. Mở B B Gen Redirect View Book, View Book đúng không? Rồi bây giờ mình vô database mình check trước coi đã cập nhật chưa, 25 chưa, còn book 6 chưa cập nhật, đây là bên này mình sai gì đâu đây đây. À khoan, View Book Serverless. À hồi nãy do cái serverless này của thầy chưa có xóa cái bạc tên, thầy chưa có xóa chữ serverless cho nên bên này bạn thấy không, thầy gọi update book nó không có, tại vì nếu mà đúng là phải update book serverless như vậy. Bên này đi về trong update book serverless chỗ cái bạc tên xóa cái chữ serverless đi là xong rồi đó các bạn. Giờ chạy lại đó, nó đang update lại này, rồi qua đây nè bạn bắt lại nè, F5 lại nè, thấy không, nó load lại. Rồi thầy chọn update nè, thầy gõ lại 25 nè, thì các bạn thấy nè ha, update thấy không, ra 25. Như vậy khi bị lỗi vẫn là bình thường thôi nha các bạn. Khi mà các bạn bị lỗi thì các bạn cứ sử dụng bình thường và bạn ngồi từ từ bạn check coi lỗi gì. Như cái lỗi vừa nãy là chẳng qua là mình gọi vô cái serverless không có đúng không, nhưng update gọi vô serverless không có, gọi vô serverless không có thì mình xử lý theo kiểu không có là mình kiểm tra theo tên serverless mình đúng hay sai đó. Rồi thì đây là các phần update và bạn thấy là update được rồi ha. Thì các bạn xem lại update book của mình là chỉ có chỗ này thôi và chủ yếu là cái hàm là update. Update này thì sửa lại một cách rất là đơn giản từ cái hàm là project.
Rồi xem chưa các bạn? Alo. Được chưa? Đây được không? Rồi, tiếp theo nè. Xong cái phần update rồi thì bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn với các bạn làm tiếp cái phần delete và cái phần search là xong phần này. Còn dư thời gian sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần upload hình. Thì về phần delete đó, thì các bạn cứ tạo ra một cái delete serverless thôi các bạn. Delete serverless. Delete book ha. Delete book serverless. Thì delete book serverless á thì tới đây mình xóa bớt cái serverless đi ha. Và delete book. Thì mình sẽ nhận vào một cái book ID, nhận vào cái ID để delete các bạn. Thì mình sẽ nhận được bằng cái ID để mà delete. Thì cũng y chang vậy thôi các bạn. Delete ha. ID để delete. Rồi, này mình sẽ nhận cái ID để delete. Thì bằng ID để có được ID thì đi vào trong index nè. Chỗ này các bạn thêm giùm cho thầy một cái thôi các bạn. Delete. Delete. Delete book serverless các bạn ha, delete book serverless, delete book và chỗ này mình thay bằng delete. Thì bạn thấy là bên trang test của mình bây giờ nó sẽ có thêm cái link delete nè, thấy chưa, thêm cái link delete chưa, click vô nó sẽ delete. Thì để delete thì mình qua cái delete book serverless nè các bạn, là click chuột phải Utility Manager đâu rồi, insert code Utility Manager, sửa lại hàm này thành hàm delete các bạn. Thì hàm delete này mình chỉ cần đưa vào cái ID thôi ha, pin ID. Và chỗ này thì thay vì project thì mình có là em.remove cái em.m đúng không? Ủa xin lỗi, phải là mở em.file book chấm tag ID. Book ID ha. Cái hàm remove là xóa, là xóa một đối tượng book, cho nên bạn thấy không, thầy phải file nó, file theo ID mới xóa được, phải tìm theo ID rồi mới xóa được. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Và chỗ này mình chỉ cần gọi là delete integer.path in cái ID, xong là mình respond.send redirect về cái trang gọi là view book. Đã xong. Chỉ có vậy thôi đó các bạn. Xong cái delete. Và bây giờ mình sẽ đi làm cái file by title. Các bạn xong cái delete đi. Rồi mình sẽ làm file by title.
Rồi, xong chưa? Xong rồi, thử chạy delete thử đi các bạn. Qua đây nè. Delete nè ha. Thấy không? Lỗi gì đấy? Delete book. Delete book. Delete book ID bằng không, hay chắc là phải chạy lại đưa lên rồi. Đây lỗi lắm, có lỗi à, đây có lỗi rồi này. À, nó bị ràng buộc các bạn order detail cho mình delete cái mình mới tạo đi. Cái này thì không phải do bài này nha các bạn, phải không? Delete là cái bút 6 được mua rồi nên nó báo lỗi thôi các bạn, được chưa? Cái này là mình không chết đến cái order detail, cho nên là lỗi là trong cái khoáng ngoài cái order detail thôi. Rồi không sao, nhưng mà delete những cái mà không có khoáng ngoài là nó chạy bình thường này các bạn. Đấy chưa? Rồi cứ theo xem đi nha. Rồi chúng ta tiếp tục các bạn. Còn cái phần sệt nữa. Đây, delete book rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ á là chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cái phần gọi là file by title. Thì nay nôm na là muốn file by title đúng không, thì mình sẽ viết một cái là serverless, là serve title serverless. Đó, serve title. Nói chung là các bạn sẽ thấy là muốn làm cái gì thì cứ làm cái serverless tương ứng là xong. Và trong cái trang index nè thì dưới cái relay ha, mình sẽ có cái form để mà serve. Form này form get thôi nha. Đó là cho một cái thẻ TP đi. Bằng cách trong cái P này cái form đó là serve title. À xin lỗi, serve title serverless này thì quên, thì chưa xóa cái serverless. Lỗi nữa ha. Đây. Serve title. Đây nha, serve title thôi các bạn nha, không có serverless. Rồi trong cái search title này dùng method get thôi, này mình phải đưa vào cái gì, cái title cần search thì đưa cái gì đó thôi, input type, input name bằng title đúng không, và cuối cùng là input type bằng submit value bằng search. À thì phần này cái form của mình chỉ có như thế thôi. Thì sau khi bạn lưu lại cái này, bạn coi là thấy cái form search rồi đó ha. À, nhập title vào đây, nhấn nút search là xong. Và mình search là search gần đúng, cho nên là chỗ này ví dụ như là thầy đây một cái search title, mình sẽ đọc được cái title.
Thì đây mình sẽ có là string title ngang bằng request chấm get parameter title. Rồi thì bạn lại lít chuột phải insert code UNDT manager, và dưới này các bạn sẽ sửa lại cái hàm này thôi các bạn. Lít book title, file by title, file by title, đưa vào cái title các bạn, string title. Rồi, tới đây thì mình sẽ viết lại câu truy vấn thôi. Cái này là subtitle nên mình sẽ không phải là dùng hàm file được nữa ha. Sẽ là query quy bằng em.create query của cái gì đây? Select o from book o where o.title. Nó có interleasing luôn nha các bạn. Like 2.title. Thì cái tham số bên trong này á, cái tham số của cái câu ECBQL á, là người ta dùng 2 chấm các bạn nha. Giống như bên gì ta? Editing bên ADRobot.net á, thì người ta dùng là A cộng, thì đây là dùng 2 chấm. Và 2 chấm là thì là sau đó là cái tên của tham số. Thì mình để quay bình thường thôi các bạn ha. Nếu trong Java thuần túy của mình thì này là cho chấm hỏi nè, tay chấm hỏi thì bây giờ không hỏi được hai chấm title. Và trước khi mà thực thi câu truy vấn, trước khi thực thi câu truy vấn mình có cái này nữa ha, list book result bằng new list. Này mình có là return result này ha. Thì đây, trước khi mình được thi câu truy vấn thì thiết lập hàm số q.setParameter title, giá trị nó chính là phần trăm cộng với title. Tại vì tìm gần đúng, nhưng mà chỗ này nè ha, mình không có đưa phần trăm vào được, nên ở đây mình bắt buộc truyền phần trăm vào trong cái title, cái giá trị của mình. Rồi sau đó bạn sẽ có là result.add-on của cái là q.getResult. Đó, như vậy đây là cái hàm tìm này các bạn. Thì rất là rõ ràng ha.
Rồi, để thử các bạn. Thì các bạn thấy nè, giờ là hiệp số 1 rồi nè. Wow, tôi cứ vô lần nào nó cũng bị sai cái gì đấy. Nhập số 1, số 3 đi. Lỗi gì vậy? Ừ, không bị lỗi, nghĩa là server tìm không thấy à? Search title. Copy cái này qua đi, bỏ vào bên trong cái trang index. Search title, đúng rồi. Input name title. À, chưa gọi hàm các bạn, lỗi ha, quên mất. Rồi, khi mình search title xong, chỗ này mình sẽ có là request.set attribute, đúng không? Giá trị là book. À, của cái gọi là file by title, title. Lỗi, này là mình giờ thầy chưa gọi đây ha. Thì bạn đi qua cái display, bạn đi qua cái phần view ha. View book này các bạn thấy không? Sau khi mà mình có cái book S này rồi, mình chuyển về trang index. À, thì search title là sau khi mình có book S rồi, mình cũng chuyển về trang index. Xong. Rồi, lại thôi các bạn. Rồi, số 3 nè ha. Bạn thấy không? Chữ B nè, ra đủ hết nè. Để chống bài sệt là ra đủ hết nè. À, tại vì rồi thầy tạo ra một cái bước 11, bước 12, bước 13 nè, bước 16 đi. Bước 16 tức là vừa có 1 vừa có 6 các bạn. Cuốn đồng, bạn thấy không? Bây giờ thầy sệt số 1 ra hai cuốn nè. Sạch số 6 cũng ra hai cuốn nè. Đó, đây là sạch gần đúng nữa các bạn. Rồi, thì cái phần sạch của mình là như vậy. Nãy thầy quên là chưa viết code ở đây. Nó không sạch thôi ha. Vậy là xong ha. Thì nguyên cái bài chúng ta là bài group kể cả sạch là xong rồi. Các bạn xem lại đi, có vấn đề gì không? Thầy dành cho các bạn khoảng độ 5 phút. Rồi sau đó thầy hướng dẫn các bạn làm cái phần upload hình. Rồi chúng ta nghỉ khoảng 5 phút, ngồi xem lại đi các bạn. Ai chạy bị lỗi thì cứ nói thầy, xem màn hình lên cho thầy coi. Chào. Sao được chưa các bạn? Alo, dạ được. rồi bây giờ mình sẽ làm upload file. Để upload file á thì thầy sẽ làm trong cái phần create. Phần update là các bạn tự bổ sung. Để làm được upload file thì bạn đi vô trong cái book, bạn bổ sung cho thầy thêm cái cột là image. À, chế độ design nè, thêm cái cột image cho thầy.
Rồi thêm đi các bạn, tại vì upload lên thì trong database phải có chỗ chứa. Rồi xong chưa các bạn, bổ sung xong rồi đúng không? Thì bây giờ là chúng ta sẽ xử lý trên cái create thôi. Update thì các bạn tự làm nha. Trên thầy chỉ mở cái form create với cái create book serverless tên thôi. Rồi thì ở đây á, thì trên create bạn bổ sung cho thầy thêm một cột. Trước cái cột submit này là cột image nè. Deep. Image. Thì đối với image á, mình sẽ có input type bằng file và name là ghi image luôn, nhưng mà sau này bạn sẽ thấy là có một số chỗ là cái chữ image này dùng riêng á, nên bạn thấy chữ image của thầy là số nhiều nè. Bây giờ coi lại coi có vấn đề gì không, đó là thêm cái cột upload ở đây là chỉ có vậy thôi. Ở đây bạn thấy nè, và create đây nó có cái file đây này ha, tích vô cho phép round cái hình để chọn cái hình. Được chưa các bạn? Rồi tiếp theo nè, thì bây giờ đã có cái upload này nè, thì bây giờ mình phải làm khá nhiều thứ để mà có thể hỗ trợ được upload nè. Thì ở đây để upload đó, thứ nhất là method mình phải là pop, thứ hai á, là mình sẽ có thêm cái gọi là anchor type bằng multi-path form data. À, thì có cái phần này thì mới cho mình upload ha. Cái này không phải chỉ riêng Java mà bất kỳ một cái mô hình lập trình web nào ha, muốn upload file phải đi theo cái multi-path hết. Multi-path form data. Rồi, Tula. Nghĩa là sau này trong form update, nếu các bạn có làm upload, mình cũng phải làm y chang như vậy. Rồi, bây giờ trong cái create serverless, thì bây giờ thứ nhất để upload, thì mình cần phải khai báo cái
mà cái gọi là cái thông tin về môn thi bạc. À, thì chỗ này mình sẽ là A cộng môn thi bạc confit. Thì trong cái môn thi bạc confit này thì mình sẽ chỉ định cái thông tin. Một á đó là file size threshold thì mình sẽ cho là 10 MB ha, 10 nhân cho là 1024 nhân cho là 1024. Cái này là tính theo byte nha. Cho nên là 1024 byte là 1 tí, 1024 tí là 1 MB, 10 nhân tức là 10 MB. Chỗ này không có comment được nha các bạn. Comment nó dính vô cái annotation nó bị lỗi. Rồi max file size cũng cho là 10 MB luôn. Năm max file size 50 MB, 50 MB. Top này xuống sửa lại cho nó nhanh các bạn. 50 MB. Và max file size đây là cái file của mình tối đa là 50 MB. Cũng có vẻ hơi lớn nha, tại vì một file thôi mà đúng không? Max threshold 10 MB, max file size cho là 5 MB, threshold cho 5 MB luôn đi. Max file size là 5 MB. Cho nó nhỏ nhỏ lại tí đi. Và max request size thì request có thể nhiều hơn một file cho nên là mình sẽ cho là 10 MB. Cái cuối cùng này á thì mình sẽ không có dấu phẩy MB. Tức là một request là ngoài cái file ra nó còn có những cái thông tin này nữa nè các bạn ha. Title, image thực ra có mấy byte thôi, mình cẩn thận cho nó 10 MB luôn. Và 10 MB có nghĩa là nếu mà các bạn upload theo file thì tối đa mà sẽ up được hai file. 5 MB là file hình, 5 MB là cũng khá nhiều rồi đó nha các bạn. Nghĩa là cái file các bạn mà nhiều hơn 5 MB phải xem lại. Thì coi cái file thầy upload nhiêu MB đây. Có mấy trăm k à các bạn. 1 MB thôi, 5 MB là dư giả rồi. Rồi, sau đó thì đây là chúng ta khai báo cái thông tin về minh chi phạt thôi ha. Rồi dưới này mình bắt đầu mình xử lý upload. Thì ở đây á thì mà đối với cái cơ chế xử lý này thì chúng ta chỉ áp dụng cho cái serverless từ 3 chấm hay 3 chấm thì phải trở về sau. Và cái này là mình trực tiếp mình đọc từ cái minh chi phạt lên, quét vào cái minh chi phạt để mình đọc lên. Cho nên ở đây nè, chúng ta sẽ cần viết một cái hàm. Thứ nhất là một cái hàm á là đọc cái file từ cái bạc ra. Tức là đối với mô hình minh chi bạc á thì khi mà bạn truyền file, khi bạn truyền theo cơ chế minh chi bạc lên nè, thì cái title mình sẽ là một bạc, price sẽ là một bạc và image nó sẽ là một bạc. Và mình đi tìm cái bạc image, rồi sau đó mình sẽ thông qua cái thông tin có được trong bạc image mình tách cái file name ra. Thì đây ha, thầy viết một cái hàm gọi là get file name. Cái hàm này chỉ sử dụng bên trong này thôi, thì sẽ private đi ha, tìm get file name, get file name từ cái bạc các bạn nha, cái bạc các bạn, cái bạc này ha, javax.serverless.http bạc bạc cái bạc mình tắt cái file name ra. Thì đầu tiên là mình sẽ có là string result gắn bằng null. Rồi sau đó mình sẽ có là đọc cái phần bạc header, phần bạc chấm get header. Header này nó sẽ có tên là content trừ the this. This là position, this for position. Position. Content position. Cái này á là nếu bạn muốn hiểu rõ hơn á thì bắt buộc các bạn là phải tìm hiểu cái cấu trúc của cái minh thị phạt. Tức là bạn cứ lên Google thôi các bạn, ở gọi là HTML header đó ha, cái gì đó minh thị phạt form data đúng không, minh thị phạt form data, thì bạn sẽ thấy nó sẽ người ta sẽ mô tả cho các bạn cái thông tin của cái phần này. Bạn từ từ bạn coi thôi. Thì minh chi bạc form data nó sẽ cho bạn thấy cái cấu trúc nó sẽ như thế nào. Đấy nha. Thì các bạn cứ coi thôi ha, có đường link đi vô cho các bạn coi hết nè. Bạn coi trên đó bạn sẽ hiểu được là cấu trúc ra làm sao, từ đó mình sẽ bạc ra. Thì phần này á là có người khác người ta tìm hiểu cho mình rồi, ta đưa ra là
cái bạc file name á, nó sẽ có cái phần header chứa cái chuỗi này. Mình nên tìm cái này. Rồi tìm cái này xong á thì bây giờ bạn cẩn thận, bạn có thể in ra để xem nè, để bắt nè ha, in bạc header ra rồi. À thì bạn cứ cần là system.out.println thôi. À, system.out.println. À thì mình sẽ có là chuỗi ha, bạc header à, cộng mình là cộng với là cái bạc header thôi các bạn. Nó sẽ cho bạn thấy nó là cái gì, thì tí nữa thầy chạy lên thầy cho các bạn coi ha. Rồi sau đó mình sẽ quét qua cái bảng header này. Bảng header sẽ có nhiều field, các field sẽ phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy. À, thì mình dùng cái là for, đúng không? For in content ha. Sẽ phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy là bảng header, đúng không? Chấm split cắt ra các bạn ha. Split. Có gì thể dùng string token cũng được các bạn, nhưng mà đây là split thôi, bằng dấu chấm phẩy. Có thể string token cũng được, split cũng được, các bạn thấy thuận tiện cái nào bạn xài cái đó. Tiếp content chấm stream các bạn trắng á, chấm start with à, start with chữ file name, đúng không? File name tức là bạn đi tìm cái trường mà chứa cái chữ file name, nó chính là nơi chứa cái file name của mình. Có reserve để gán bằng à, content của mình á, chấm substring, substring từ cái vị trí là content chấm index of, nó sẽ là index of dấu bằng các bạn, từ vị trí dấu bằng cộng một, đúng không? Index of dấu bằng cộng một, tức là dấu bằng tính rồi mình đi qua sau dấu bằng nữa các bạn, chấm trim chấm replay, tức là xóa, nó sẽ có một cái phần này ha, mấy cái nháy đôi á, xóa cái nháy đôi, replay cái nháy đôi, duyệt nháy đôi nè với cái chặt thì nốt lại ha, cắt chuỗi từ dấu bằng xóa. À, thì có xóa nháy đôi bạn thấy ha, return result, tí nữa bạn chạy lên mà sẽ thấy, chứ còn hiện giờ thì cũng hơi hơi khó ha. Rồi sau đó mình sẽ có là xử lý upload nè, process private thì nè ha, mình xử lý xong mình trả về cái file name đó các bạn, process upload về upload đúng không? À, mình sẽ có được cái HTTP request, mình đưa vào HTTP request. Rồi, cái này xong chưa? Get file name xong đi các bạn. Chúng ta sẽ đi qua cái request.
Rồi xong rồi á, thì phía dưới này chúng ta bắt đầu xử lý cái phần upload. Upload nè, trên file name về đó, chẳng đi return file name. Rồi ở giữa này mình làm cái cái vì nó sẽ có lỗi cái ăn. Thì trong trường hợp có lỗi á thì mình đem mình sẽ làm gì hết, gán là cái file name bằng bằng trắng thôi, nghĩa là không có giá trị trả về. Rồi rồi ở đây là mình sẽ có phạt ha, phạt sẽ gán bằng là request chấm get phạt, tức là mình chi phạt nên cái phạt này mình nó chính là phạt commit này các bạn. Ở đây thì trong Servlet nó vẫn còn rất là hay, thì mặc dù nó chia làm multi path nhưng mà get parameter nó vẫn ra giá trị. Rồi mình sẽ có file name, tức là từ cái path đó mình sẽ lấy được cái file name, đúng không? File name nó sẽ gán bằng get file name. Mình mới viết cái hàm get file name phía trên này các bạn. Đây gọi hàm get file name ở đây. À, hàm này là mục đích là tách file name từ path header. Đấy à, tách ra file name từ path header. Rồi, rồi mình có được cái file name xong á, thì lấy đường dẫn root ha. Đó là mình sẽ có là lấy đường dẫn. Tức là web đang deploy ở mục nào trên 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 máy của mình á. Rồi sau đó là mình cộng với một cái từ mục upload ha, thì mình có là stream image path đây sẽ gán bằng get servlet content đúng không, chấm get real path khoảng trắng thôi, đó là cái root các bạn. À, đây là cái root này ha. À, cộng với là file 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 chấm separator file các bạn nha, dot file java.io chấm separator. Separator là nó đi theo cái hệ điều hành trên trên Windows chúng ta là dấu xuyền này nè các bạn, nhưng mà trên Linux là dấu xuyền ngược. À, trên phải cộng với cái xe file separator rồi cộng với cái từ mục tên là upload này các bạn. Ở đây thầy không thể xuyền được nha, thầy gửi chữ upload. À, image thì chẳng hạn không có xuyền trước nè, không có xuyền đằng, không có xuyền đằng trước. Rồi sau đó là cộng tiếp là file chấm separator. À, tức là nói nôm na là các bạn sẽ thấy á, thì cái đường dẫn này nó sẽ thành các bạn, cái đường dẫn này nó sẽ trở thành cái root của mình. Ví dụ như trong bài này của thầy á là nó sẽ nằm ở đây nè, nên nó sẽ ra một cái rất là dài nha, thì thầy chấm chấm đi các bạn, build build web này đúng không, trước này có chấm chấm nè, nó sẽ duyệt build nè, duyệt web nè, duyệt duyệt build nè, duyệt web, nó ra cái chỗ này nè, còn cái file separator để duyệt đó thì mình, và cuối cùng ra cái duyệt như này. À, đó là như vậy đó. Rồi ở đây mình sẽ có cái thư mục này xong mình phải kiểm tra xem thư mục nó có hay chưa. Tạo với từ file ha. File image file file là image ha. Folder sẽ cái bằng new file đưa vào image path. Và if image folder chấm exit exit, tức là nếu exit là tồn tại và nếu chưa tồn tại em dấu tôi chấm hàng ở trước. Nếu chưa có thì mình chỉ cần đơn giản là image folder
chấm MK điện. À, rồi sau đó là copy bằng tay thưa các bạn, cái stream copy bằng tay thôi, dùng các stream copy bằng tay. Đó là mình sẽ có là đầu tiên là file, là một cái file image ha, img path này, img path đúng không, img path gán bằng image path file new file của cái gọi là image path các bạn nhé, cộng với là cái file này, rồi có là file input stream ha, dùng cái input stream các bạn, bên Java là bắt buộc dùng tới đây luôn các bạn, input stream in gán bạc file path ở phía trên, cái path mình phía trên kìa, cái path chấm get input stream output stream đúng không, out gán bằng new file output stream đúng không, một cái img path, tức là mình sẽ lấy được đến cái file của cái file này nè ha. Output thì nghĩa là đưa cái path này vô, dĩ nhiên là cái file này chưa có cái đường dẫn này, cái file này chưa có này, cái đường dẫn này chưa có, new như vậy nó sẽ tạo mới luôn. Rồi in read bằng không, tức là một cái vòng lặp thôi, while đúng không, có một cái bộ đệm này như vậy, bấp by nè, by bộ đệm các bạn, bấp bằng new file 1024 đây là 10243, tức là một KB các bạn. Đây nè, mỗi lần mình đọc này ha. While read bằng in.read. Tức là mỗi lần bằng read ở đây á, nó read bup, là trường hợp này mình sẽ read một lần là read cái bup là 10243. Mình read vô cái bup là 10243 thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp á mà nếu cái file các bạn mà nhỏ hơn 10243 hoặc cái lần đọc nào của bạn nhỏ hơn 10243 thì số byte thực sự trả về là cái read này các bạn. Và nếu các bạn đọc nhỏ hơn, đọc nó bằng từ 1 á, thì nghĩa là kết thúc là khác từ 1, bằng từ 1 là kết thúc, tức là đọc bằng từ 1 đọc không được nha. Đọc hết luôn rồi đúng không, luôn rồi ha. Thì đọc được bao nhiêu byte thì out chấm write ha, out chấm write ra từ vị trí không up với cái, xin lỗi, vị trí ra ra gì đây, write thì coi lại được rồi, out chấm write ra cái gì, write đầu tiên là byte cái bút của mình à. Offset là từ 0 nè, rồi ghi vô là read by nè. Bình thường á, mấy bài các bạn, file các bạn là 100 byte, 100 xin là 100 ký thì mỗi lần mình đọc được 1 ký. Thì cái bút này sẽ là 1024, nhưng mà đến lần đọc cuối cùng thì có thể cái bút nó sẽ nhỏ hơn 1024 ha. Nên là mình chỉ ghi vô vô bút thôi, vô read by là đọc được thôi. Coi kỹ cái này ha. Xong rồi đó các bạn. Đây là copy nè. Cái này là copy nè. Từ in qua out, out tức là lưu xuống file các bạn ạ. Out nghĩa là lưu xuống file á.
rồi sau đó là in chấm hello, xong rồi đó các bạn, ao chấm hello, đó xong rồi đó các bạn. Trường hợp mà mình đi không được á, nó báo exception thì mình gán lại file name bằng blue thôi, file name bằng khoảng trắng thôi. Rồi các bạn xem có vấn đề gì đây không này. Đó, thì từ thì để là đầu hàm nè, rồi coi thử đi các bạn. Thì về cách mà upload này á, theo thầy là nó có vẻ đơn giản hơn cái cách mà hôm trước các bạn xài, thì cứ coi thử đi ha. Em chưa? Rồi lên đây là bạn thấy là cái process upload ở dưới này còn chút nữa nè, bạn gọi xong đi, chưa xong. Rồi chúng ta lên chỉ gọi có cái hàm cái upload này là xong rồi đó, có nhất của mình đã xử lý xong rồi đó. Rồi tiếp theo á là ở đây xong rồi á thì chúng ta sẽ lên đây nè các bạn, này là đơn giản là chỗ này nè, là chúng ta gọi thêm cái phần xử lý upload nữa là xong. Đó là stream file bằng process upload request xong. Cái này bạn có thể if else file name gì đó vân vân các kiểu ha. Rồi. Thầy không if else vậy đó. Cần nên kiểm tra write có phải là số hay không nè. Bên dưới nè. Rồi. Cái phần kiểm tra là nhiệm vụ của các bạn nha, thầy đã hỗ trợ các bạn đến cái phần này rồi thì làm tiếp đi. Cần kiểm tra file name không,
Đó. Rồi, cái này coi như là tốt thành công. B chấm xét tìm mệt. À, bên này là database mình bổ sung một cột rồi. Đây bên này mình thôi thì mình bổ sung bằng tay đi. Database có thêm một cột, cột đó là cột image. Thôi mình bổ sung bằng tay ở đây đi. Khỏi phải phát sinh là cái tay database nó mất công các bạn. Cái này là cột là image này ha. Image. Rồi mình tự sinh ra hàm set get thôi. Cutter, encapsulate field, set get image, mid xong. Tức là đơn giản của cái mình của mình là khi thêm một cái cột và chẳng qua mình thêm một cái chỗ này thêm set get dưới này là xong rồi. Thì ra sửa cái entity hiện tại chỉ có vậy thôi đó. Còn nếu bạn nào lười thì các bạn cứ việc sinh mã lại từ đầu của các bạn. Rồi, sau đó có cái này xong thì bên này các bạn chỉ có set image nữa là xong các bạn. Image file name nha. Rồi đó, vậy là xong rồi đó các bạn. Còn Persist là nó không có quan trọng là mình đang làm gì hết á. Cứ thấy cái B là nó cho lên thôi. Để thử nè. Thì bây giờ bạn nêu nè. Rồi, thầy cho là bút 10 nè. Giá 10 120 đồng nè, kéo một cái image ở đó là vô nè, đại đi ha. Create thì create xong á thì do mình chưa xử lý cái việc hiển thị image ở đây, các bạn tự xử lý. Bây giờ các bạn đi qua bên bên phần cái thư mục runtime nè. Thư mục runtime thì nó các bạn là trong build nè không, thì bây giờ bạn thấy không, trong build web nè. Refresh. Thì chưa lên các bạn. Để coi nó có báo lỗi gì bên này không. Đây nè. Thế nhưng mà thấy nè. Ủa chưa load lên vậy đó. Để run lại đi các bạn. Create nè, phút 10 nè, 10 đồng nè, ha, create, phút 10, 10 đồng, cái phút 10 lên rồi, sao đã chưa có cái,
Ra khoảng trắng hả ta? Là để coi thì thầy sẽ upload không được ra khoảng trắng nè. Image path. Đây chút xíu nè, tự nhiên nó bị lỗi này, chưa hiểu sao. Đây. Bạc nó đang bằng nôn à. Bạc nó đang bằng nôn. Để tôi coi bên này có là create multi platform đây. Multi platform. Em image à, image à thầy sai chỗ này các bạn, cái ghép bạc là có chữ S nè, thầy ghi sai chỗ này. Cái bạc là image có chữ S nha, name là cái bạc sai chỗ này nè. Rồi thử lại. Đây, upload lên nè. 12 nè. 12, 23 đồng nè. Cái hình nè. Ok. Đây. Thì ra đây bạn coi nè. Thấy không? Cái bạc header của mình lên nè. Đấy nhờ. Thì cái bạc header nó có mấy cái form, có cái phần này ha, form data cách nhau bằng dấu khoảng bằng trắng nè, form data name bằng image phải không, form data chấm phẩy name bằng image chấm phẩy file name bằng phải không, thầy cắt từ dấu bằng lại đi, thầy lấy được cái chuỗi mà nó có dấu nháy đôi nè, xóa nháy đôi đi bằng cách là phải không, cái đoạn xóa nháy đôi nè, đâu rồi cái đoạn xóa nháy đôi nè ha, trim nè, replay triệt nháy đôi bằng cái khoảng trắng phải không, phải xóa cái nháy đôi đi thì mới lấy được cái tên file hình ra. Thấy giờ thấy cái bảng header chưa? Đó, in cái bảng header cho các bạn coi rồi đó. Rồi làm xong bạn thấy không? Qua bên cái file này nè, bạn sẽ thấy nè, nó có cái thư mục là image nè. Đó, nó tạo ra thư mục image và nó lưu hình cho này nè. Rồi bây giờ có hình rồi, nhiệm vụ các bạn đọc lại cái hình và hiện lên bên trang index đi, bạn phải IMG đi ha. Cái đó là dành cho các bạn làm. Rồi, bài hôm nay mình sẽ ngừng ở đây.